Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn tiếp tục phần cắt giảm những con vật vô cùng đáng yêu, siêu đáng yêu luôn trong quyển sách Những con vật trong rừng nhà. Hôm nay đó là con vật, một con chó vô cùng dễ thương. Chúng ta sẽ cắt cán con chó này nhé. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một chiếc kéo thủ công. Chiếc kéo này các bạn hãy cho hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa vào một lỗ, ngón còn lại là ngón cái cho vào lỗ này nhé. Chúng ta sẽ phải cắt được nha. Chúng ta trước tiên là phải cắt hình con kẻ, con chó nhỏ ra khỏi bức tờ giấy đã. Đó, như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ không dán cả con chó vào đây đâu, rất xấu và tốn diện tích. Mình phải làm gì nhỉ? Cắt nó ra. Các bạn hãy cùng quan sát mình thực hiện phần cắt nhé. Mình sẽ cắt từ dưới đi lên, các cái chân trước này. Mũi này. Phần mắt này. Đầu này, tai này, một tai, hai tai, đầu này, cái đuôi rất là nhỏ nhắn và đáng yêu. Tiếp theo là cái chân nhá, cái đuôi. Rồi đến một chân này, hai chân này, ui ba chân và bốn chân nhá. Vậy là mình đã hoàn thiện xong phần cắt chú chó rồi. Bây giờ phải dán vào đã. Mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt để mình dính các bạn ạ. Rồi, chỉ cần cắt một đoạn ngắn như thế này thôi nhá. Rồi chúng ta sẽ dán vào đằng sau. Và để dán được chúng mình phải bóc nó nữa nhé. Bây giờ các bạn sẽ dán vào phần mà bạn muốn dán nha. Nhưng mình thì mình sẽ dán vào đâu nhỉ? Dán vào đây đi. Được chưa? Ok. Chúng mình đến thêm có bao nhiêu con vào rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con vào rồi đấy các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết cắt dán ngày mai các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.